Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Lê Lai. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục các chủ đề là thử thách fulfill 1.000 đô đầu tiên trên Amazon. Như các bạn đã tham khảo cái kênh YouTube của mình đó, ở cái video trước là mình có làm một video mình hướng dẫn cho các bạn cái cách tích hợp giữa hai hệ thống Greenify và Amazon, mục đích là hướng dẫn cho các bạn đồng bộ cái sản phẩm từ Greenify qua Amazon đó. Thì bạn chỉ cần bạn vô cái trang của Greenify á, và cái mục thử thách fulfill 1.000 đô đầu tiên trên Amazon thì bạn thấy là Greenify có giới thiệu được một cái chương trình là bán hàng trên Amazon, và người ta Greenify chia ra thành 5 chặng. Thì ở chặng đầu tiên là cái video đầu tiên mình đã làm trước đó, thì trong đó thì mình có đề cập cái vấn đề là chỉ cần bạn tích hợp được giữa Greenify với Amazon thì bạn sẽ được giảm giá 10% cho tất cả các đơn hàng trên Amazon trong 3 tháng. Và cái chương trình này không áp dụng đồng thời cho những chương trình Tire Rebate khác. Ngoài ra, nếu mà bạn có cái đơn hàng đầu tiên trên Amazon thì bạn sẽ được cashback liền là hoàn $10 cho cái đơn hàng fulfill Amazon đầu tiên đó. Thì đó là bước khởi đầu những cái khuyến mãi mà Greenify dành cho bạn. Rồi bây giờ sau khi mà mình đề cập những thông tin mà như vậy thì bây giờ mình sẽ đi đến cái chặng thứ hai. Rồi sau khi mà bạn đã nắm những thông tin đó thì bây giờ mình sẽ đi tiếp những cái vấn đề kế tiếp để mà mình hoàn thiện cả 5 chặng bán hàng trên Amazon thông qua thử thách fulfill 1.000 đô ha. Thì như các bạn tham khảo á, thì bạn thấy trên màn hình người ta chia ra 5 chặng để mà các bạn nhận biết được là mình cần phải vượt qua những cái chặng này thì mình mới thành công, mình mới fulfill được 1.000 đô. Và cái chương trình này mình thấy là rất phù hợp cho những các bạn mà newbie vẫn có thể là theo dõi và làm theo được. Và ở những cái chặng này bạn thấy là khi mà mình nhấp vào cái chặng thì người ta đã liệt kê ra những cái bước mình cần phải làm, những tích này. Như ở chặng 1 thì mình nhắc lại, mình cần phải có tài khoản, mình cần phải đăng ký gạch tin, bạn có thể đăng ký thương hiệu hoặc là không cần thì bạn vẫn có thể bán hàng được trên Amazon đó. Thì đó là những cái chặng 1. Ở chặng thứ 2 á, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ nói vấn đề chặng thứ 2 và những chặng còn lại 3, 4, 5 ha. Thì đầu tiên mình sẽ nói chặng thứ 2 trước. Ở trong chặng thứ 2 thì bạn biết là mình đã có chặng 1, mình đã có cửa hàng rồi, mình đã hoàn thiện đăng ký GT chấm sành và mình được phép đăng sản phẩm của mình qua cái cửa hàng Amazon rồi. Thì sau khi mà bạn đăng được cái sản phẩm của mình qua cửa hàng Amazon đó, đăng rất là nhiều cái sản phẩm, sẽ đến một cái giai đoạn là mình cần phải tối ưu cái sản phẩm đó, mình làm cho nó chuẩn hóa, nó đạt cái đạt điểm chất lượng SEO đó. Thì lúc đó cái sản phẩm của bạn mới được ranking. Thì để làm những việc đó thì mình sẽ chia ra thành những bước nhỏ như sau đây. Là bạn muốn bán được hàng thì bạn phải chọn cái sản phẩm của mình đó, nó là những sản phẩm mà phổ biến, bán chạy, best seller và cái giá nó không có cao quá, ship hàng nó nhanh và cái vị trí cái location nó sản xuất thường là chỉ chọn ở Mỹ để ship nó nhanh. Và tất nhiên là bạn cũng phải chọn cái cách bán, cái niche bán làm sao mà nó phù hợp với nhu cầu của người dùng. Thì đó là cái bước đầu tiên trước khi mà mình tối ưu cái listing SEO của mình. Sau khi mà mình biết được cái ngách mình bán, chọn được sản phẩm rồi thì mình mới cài đặt cái chính sách vận chuyển cho nó phù hợp với cái nơi mà nó sản xuất, và mình phải để cái giá nó cạnh tranh, đừng có mắc quá, thậm chí là mình xem coi là mình có để free ship được không. Thì khi đó cái sản phẩm mình nó mới được ưu tiên, mới được tối ưu và mới chuẩn hóa SEO ha. Sau khi đó thì mình cứ làm một cái việc là mình đăng cái sản phẩm của lên cái cửa hàng của mình, bạn đăng càng nhiều càng tốt. Thì bạn biết là bây giờ là gần vô mùa quý tư rồi, nên là cái dần vô mùa sale thì mình sẽ, trước khi mà vô mùa sale khoảng 2-3 tháng, mình sẽ cố gắng mình đăng thật là nhiều cái sản phẩm của mình lên cửa hàng. Là mình sẽ đặt target cho các bạn là ít gì đó, bạn cũng phải có vài trăm sản phẩm trên cái cửa hàng của mình ha. Sau khi mà bạn đăng cái sản phẩm lên cửa hàng của mình thì cái việc kế đến là bạn cần phải cập nhật cái sản phẩm đó cho nó chuẩn hóa hơn. Có nghĩa là mình kiểm tra xem là hình ảnh mình nó đẹp chưa, mình đã add video cho sản phẩm chưa, mình có diễn đạt cái thông tin chi tiết cho sản phẩm chưa, mình có cung cấp thông tin về size chart, kích cỡ của sản phẩm, màu sắc của sản phẩm đầy đủ chưa, mình có cho phép khách hàng họ tùy chỉnh custom nếu mà cái sản phẩm mình nó phù hợp để mà tùy chỉnh hay không. Thì những cái vấn đề đó bạn sẽ làm cho cái trải nghiệm của khách hàng đó, nó sẽ được tốt hơn thì bạn mới có khả năng bạn bán được đơn hàng. Và cái mục tiêu của mình á là mình tối ưu listing để mà mình bán được sale, bán được đơn hàng. Nên là bạn làm một cái việc gì, bạn tối ưu cái sản phẩm sao mình không cần biết, miễn sao mà bạn có được sale càng nhanh càng tốt, thì lúc đó mình cái sản phẩm của bạn nó là tối ưu.
nghĩa là bạn tối ưu để mục đích của bạn là có sale, nhưng mà ngược lại bạn tối ưu bạn dành thời gian nó nhiều nhưng mà cuối cùng bạn không có sale thì mình coi như là cái sản phẩm của bạn nó cứ chưa tối ưu ha. Nên là cái mục đích chính của mình làm những cái việc là cập nhật hình ảnh, cập nhật video, cập nhật thông tin chi tiết về sản phẩm, size chẹt, màu sắc, tùy chỉnh system. Mục đích của mình là để cho cái khách hàng họ thấy là họ có trải nghiệm tốt, đầy đủ thông tin để họ mua cái sản phẩm của mình ha. Và cứ như vậy, bạn đăng sản phẩm, bạn cập nhật listing, bạn cải thiện, bạn tối ưu, bạn chỉnh tiêu đề, bạn xây dựng content A cộng cho cái cửa hàng của mình, thì lúc đó nó càng ngày nó càng tốt, nó càng đẹp hơn, nó sẽ xây dựng được cái thương hiệu cho cái brand, cái thương hiệu mà bán hàng của bạn trên Amazon. Thì bạn càng ngày bạn sẽ có độ trust cao cho cái cửa hàng, thì khách hàng họ sẽ càng mua cái sản phẩm của bạn nhiều hơn. Thì ở cái bước này là cái những cái bước của chặng 2 á. Ngoài ra thì bạn có thể là xem xét là cái giá của mình nó đã có tối ưu chưa, nó có cạnh tranh hay không. Nếu mà cái giá của mình bạn thấy là mình có thể làm tốt hơn nữa, mình cạnh tranh tốt hơn nữa, thì bạn có thể là xem xét có những cái chương trình promotion giảm giá, mua một tặng một, hay là cài những cái chương trình giảm giá nó cao hơn để mà thúc đẩy khách hàng họ mua hàng của mình nhiều hơn. Thì bạn biết cái mục tiêu của mình là mình phải cần fulfill đạt $1,000 nên là mình cần phải chỉnh sửa những cái sản phẩm của mình đó sao cho mà thuyết phục được khách hàng họ mua càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt, để mà mình đạt cái target là mình có được cái đơn hàng đầu tiên trên Amazon. Cái là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình fulfill được $1,000 trên tài khoản của Dinify. Thì đó là cái chặng 2. Qua cái chặng 2 bạn thấy là mình chưa có nói vấn đề về quảng cáo đúng không? Cái là chỉ đăng sản phẩm, mình tối ưu sản phẩm, thì thậm chí là bạn chưa có chạy quảng cáo thôi, mà bạn chỉ cần là làm một cái hành động là đăng thật là nhiều cái sản phẩm của mình lên cái cửa hàng của mình là mình đã có thể có sale rồi. Thậm chí là bạn chưa cần đăng ký cái thương hiệu, cái brand name, cái thương hiệu bạn vẫn là cái thương hiệu generic thôi. Nhưng mà nếu bạn làm tốt về việc mà chọn sản phẩm, chọn ngách bán, bạn làm tốt cái việc mà bạn đăng cái sản phẩm lên đều đặn hàng ngày, thì mình nghĩ là bạn cũng có khả năng là có sale, có cái đơn hàng đầu tiên, mà thậm chí là có nhiều đơn hàng nữa ha. Thì chưa nói vấn đề về chạy quảng cáo.